Thưa quý vị, câu lạc bộ võ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Võ Đạo thành phố Cần Thơ vừa tổ chức kỳ thi thăng cấp Vô Vi Nam Việt Võ Đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ năm 2024. Tại kỳ thi này có 97 thí sinh dự thi ở 4 cấp đai: Lam đai nhất cấp, Lam đai nhị cấp và Lam đai tam cấp. Các thí sinh phải thực hiện đầy đủ 6 nội dung là lý thuyết võ đạo, các bài quyền căn bản, võ lực, song luyện và đối kháng. Kết quả có 100% thí sinh đều đạt chuẩn ở 4 cấp đai và được trao giấy chứng nhận của Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Võ Đạo thành phố Cần Thơ. Theo đánh giá của ban chuyên môn về mặt luyện tập thi đấu, câu lạc bộ Vô Vi Nam Việt Võ Đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đang phát triển chuyên môn rất tốt. Đây là cơ sở để Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố mở rộng phát triển các câu lạc bộ tại ban chỉ huy quân sự các quận huyện và đầu tư trở thành bộ môn thể thao thế mạnh của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trong tương lai.